Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua, hai phóng viên của báo Gia đình Việt Nam đã bị đánh khi đang thực hiện phóng sự điều tra trên địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Sự việc nhà báo bị hành hung trong quá trình tác nghiệp đã trở thành nỗi lo của những người cầm bút. Chiều qua, phóng viên Nguyễn Duẩn và đồng nghiệp được tòa soạn giao nhiệm vụ thực hiện tiếp phóng sự phản ánh về cơ sở khám chữa bệnh không phép hoạt động chui tại 99B ngõ 374 Âu Cơ, phường Nhật Tân. Khi hai phóng viên rời khỏi Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân thì bị hành hung. Sự việc này đã được lãnh đạo báo Gia đình Việt Nam nắm bắt. Báo Gia đình Việt Nam đã làm việc với Công an phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, làm rõ trách nhiệm người có liên quan, xử lý nghiêm hành vi hành hung phóng viên. Sự việc xảy ra đối với phóng viên Báo Gia đình Việt Nam, chúng tôi thực sự là chúng tôi rất là phẫn nộ và chúng tôi kiên quyết là phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa những cái kẻ vi phạm pháp luật ra ánh sáng. Trước sự việc trên, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã chỉ đạo Công an quận Tây Hồ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng tham gia hành hung phóng viên tại phường Nhật Tân.